Spoiler One Piece cho tập 1116. Trong chương trước 1115, Vegapunk đang khuấy đảo quý khán thính giả với màn hóa thân người kể chuyện, tường thuật lại lịch sử thế kỷ trống. Một lần chơi lớn xem chính phủ có trầm trồ. Này thì cấm đoán, lão phát lai, cả thế giới vào mà cản. Phe chính quyền cay cú ra mặt. Ngũ lão như một người mất hồn, mất kiểm soát hành vi. Bật Haki Bá Vương phát wifi lung tung cả lên. Một vị tiến sĩ tay không tất sắc lại khiến các lão tinh bậc thánh nhân phải mất mặt như vậy. Ai còn nói về cặp băng đơn giản được không? Cũng đa mưu chứ cũng không vừa đâu. Để rồi trong chap mới tuần này, kẻ đứng sau thánh chiến 800 năm trước buộc phải ra mặt, Imusama. Những thông tin đầu tiên xoay quanh hắn sẽ được tiết lộ. Yêu chi để rồi mù quáng đứng ơi. Theo như spoil, gần đây danh tính bậc chí tôn sắp sửa lộ diện rồi. Cùng với đó là buổi phát live cũng sắp đi đến hồi kết. Đoạn kết nào cho Vegapunk? Liệu ông đã thực sự viên tịch? Theo chân AD để tìm hiểu những thông tin lít mới trong chap mới 1116 anh em nhé. Let's go! Game One Piece anh em ơi! Quá trời quà tặng, đại chiến thế giới, săn lùng trào ác quỷ và PK không ngừng nghỉ. Hải tặc Plus nha anh em, bên dưới mô tả này. Lộ bức ảnh nữ hoàng Lily. Chương mới tiếp tục cập nhật tình hình buổi livestream trực tiếp. Vegapunk tuy đã chết lâm sàng, nhưng di sản ông để lại đang viral toàn cầu. Sự thật về cuộc thánh chiến và vương quốc cổ đại gây sốc nặng với những người dân vốn dĩ đã quá u muội bấy lâu nay trước sự che đậy của chính phủ. Ông tuyên bố là mực nước biển đã dâng lên khoảng 200 mét chỉ trong một thế kỷ, và đó không phải là thảm họa tự nhiên đâu. Nhân họa, thảm kịch này là do con người gây ra. Họ đã sử dụng sức mạnh hủy diệt của vũ khí cổ đại để nhấn chìm địa cầu xuống biển. Vegapunk vốn dĩ gây hoang mang dư luận từ đầu buổi phát, nay lại còn chốt câu xanh dờn. Vũ khí cổ đại đang chờ đợi thức tỉnh, chờ ngày hủy diệt thế giới thêm lần nữa. Nghe thấy điều đó, ai mà lại không nhảy lên vì rối trí cơ chứ? Họ tự hỏi rằng địa cầu sẽ trở nên như nào nếu cuộc thánh chiến đó xảy ra một lần nữa. Thực tế theo lời Vegapunk, nó vẫn đang tiếp diễn, chỉ chưa đến thời điểm cao trào như lời tiên tri thôi. Nỗi lo sợ là đúng, bởi khi ấy tất cả mọi người sẽ có khả năng bay màu tập thể như vương quốc cổ đại năm xưa vậy. Sau khi mực nước biển dâng lên khoảng 200 mét, rất nhiều vùng biển biến mất và hàng triệu người đã chết vì hậu quả này. 8 thế kỷ sau đó, càng ngày phần đất liền càng bị thu hẹp. Bọn khốn Long Tinh thì trốn an ổn trên thánh địa, chỉ khổ dân lành, không biết đang sống trong thời kỳ mặt Pháp, Ma Vương trà trộn vào chính quyền thế giới để lăm le giết họ từng ngày với lá cờ là công lý chính nghĩa. Không biết mực nước biển đã dâng lên thêm bao nhiêu trong 8 thế kỷ kể từ khi thánh chiến rồi. Những lời nói của Vegapunk như cứa thẳng vào lòng tự tôn và bí mật mà ngũ lão muốn che giấu. Tính ra họ cũng phải làm phận tôi tớ, cố gắng tuân mệnh đức chí tôn Imusama. Ước nguyện của Imu như nào thì ngũ lão cố mà làm theo, chứ trái lệnh sao được. Ở thánh điện Pangea, nơi mà Imu đang dạo quanh vườn hoa của mình, bất ngờ xuất hiện một bức ảnh được phác họa rất giống với nữ hoàng Lily của vương quốc Alabasta. Ôi dồi ôi, trong bối cảnh căng như dây đàn, bí mật sắp lộ tới nơi mà Imu vẫn nhìn về phía nữ hoàng Lily xinh đẹp, đủ biết khứa này vẫn mong ngóng thầm thương trộm nhớ người đẹp như nào, giữ lại ảnh crush suốt ngần ấy thế kỷ, sâu nặng phết các bạn ạ. Đúng như dự đoán rồi, Nefertari đi Lily trông rất giống với nàng công chúa Vivi của vương quốc sa mạc. Nếu không có gì khác, Vivi cũng sẽ được tiết lộ sẽ sở hữu ký tự đi ở trong tên, nhân tố chủ lực chống lại Thiên Long Nhân và bè lũ đứng sau giàn dựng. Một lần nữa chúng ta phải khẳng định rằng cuộc thánh chiến gần 1000 năm trước rất có thể là màn đánh ghen cấp độ thế giới giữa Imu, Joy Boy, Lily và công chúa người cá cổ đại. Mối tình tay thứ này đã khiến Imu hận thù Joy Boy đến tận xương tủy. Mặc dù hắn là kẻ chiến thắng nhưng mà không có được trái tim của Lily. Nàng đã rời khỏi thánh địa, vứt bỏ thân phận Long Tinh cao quý mà ẩn tu, biến mất khỏi hồng trần thế gian. Vivi đã bị truy nã. Ngay lúc này, người dân Alabasta nhận được tin sốc nặng khi mà nàng công chúa của họ đã bị truy nã. Nguyên nhân là gì thì chưa rõ, chỉ biết chính phủ lấy cớ gì để trao thưởng cho cô đây. Không lẽ gán tội cho tội là kích động phản động chống phá chính quyền ư? Mẹ nó, chứ vừa đánh trống lại vừa la làng. Xử kín vua Cobra, gán tội cho Sabo, giờ lại truy nã Vivi. Mất dạy thế bảo sao hậu duệ của nữ hoàng Lily một lần nữa lại đứng về phe của Joy Boy.
Theo anh em, nàng thơ tóc biển bị treo thưởng tầm bao nhiêu? Hãy cùng comment cho mình biết nhé. Như vậy có thể thấy vai trò của VV ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc thánh chiến sắp sửa xảy ra. Không chỉ với tư cách bạn thân của Luffy, cô còn là người mang dòng dõi quý tộc kêu gọi kháng chiến toàn cầu. Là một người thuộc quý tộc đã từng tham gia vào cuộc chiến thế kỷ trống, VV sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm mà tổ mẫu của nàng đã mắc phải khiến Joy Boy thất bại vào 800 năm trước. Ngày VV tái ngộ băng mũ rơm đang đến rất gần, vừa mừng lại vừa lo. Chính quyền tầm này khùng điên lắm rồi, thứ gì bọn chúng cũng dám làm. Có khi im mưu lệnh cho bắt VV về để hắn thay thế Lily cũng nên. Ế lâu năm ai biết được sẽ làm gì cơ chứ. Tiếp tục buổi live, Vegapunk lại sâu ra một thông tin rất quan trọng. Cái hay thì thường ở cuối mới được spoil nhá. Ông đã nhắc đến viêm mẫu với giọng điệu rất là nghiêm trọng. Ngọn lửa rực cháy trong bồn nước thực chất là nhiên liệu để hoạt động một vũ khí cổ đại. Nói thế là anh em biết cái gì rồi đấy. Ngoài Uranus chúa tể bầu trời ra thì còn cái gì nữa? Cuối cùng, Mother Flame không phải là vũ khí cổ đại mà chỉ là nhiên liệu đốt cháy đồ chơi hủy diệt của cuộc thánh chiến thôi. Đó là sản phẩm của Vegapunk cải tạo từ những gì được học về nền khoa học năm xưa. Mục đích của Punk muốn sử dụng Mother Flame để tạo ra nguồn năng lượng vĩnh cửu để phục vụ nhân loại. Nhưng nó đã bị đánh cắp một phần kể từ khi kích hoạt Uranus. Đó là điều mà ông hối tiếc nhất vì quá ngây thơ tin tưởng vào chính quyền thế giới. Cũng phải thôi, trong tay Imu sở hữu một trong ba đồ chơi xịn nhất, bảo sao họ lại không hề lo lắng. Cứ quốc gia nào nổi loạn là cho ăn ngay một quả hột nhãn vào đầu. Cách hành xử của đấng bề trên, chúng ta đã từng thấy điều đó ở Chúa Trời Enen rồi đúng không nào? York phát hiện Denen Mercy Frontline. Chuyển cảnh đến tầng trên của phòng thí nghiệm, Edison và Stussy thì cũng đang tranh cãi về những gì mà Vegapunk đang nói. York ngạc nhiên khi mà biết rằng một người như Stussy cũng biết về vụ trộm viêm mẫu, có tật giật mình hả bà nội? AI do Vegapunk tạo ra đấy, có khi đến giờ York mới tá hỏa bị rất mũi bấy lâu nay bởi vì Stussy là nội gián cài vào CP0. À mà biết sớm hơn thì đã báo ngay cho ngũ lão để đổi lấy quyền lợi rồi. Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, loại trừ, suy đoán đủ kiểu, cuối cùng Punk 06 York cũng đoán được nơi mà sao chủ giấu con ốc sên Flatline. Ở đâu thì York chưa nói rõ, nhưng vẻ mặt này chắc chắn là đoán đúng rồi. Và theo anh em, với các Punk giấu ở đâu được? Trên người của Tutsi trắng hay là trên người của York luôn? Nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Mình vẫn giữ quan điểm Punk đã âm thầm cất con Denden Mercy quan trọng vào trong cơ thể robot khổng lồ cổ đại. Một sự kết nối đến tân Joy Boy Luffy sắp tới đây. Chúng ta cứ cho là York đoán được đi, nhưng phá hủy là không hề dễ một tí nào. Cũng phải bỏ công lắm đấy, nhưng đây cũng là dấu hiệu cho thấy rằng ngũ lão sắp sửa ngăn được buổi phát live rồi. Nhưng mà thôi, kệ đi. Dù sao Vegapunk cũng gần như là nói hết những điều cần nói rồi. Khi mà những thông tin quan trọng nhất, Monkey D. Luffy là hiện thân của Joy Boy được tiết lộ trên toàn thế giới. Buổi live có kết thúc cũng thỏa ước nguyện của ngài tiến sĩ rồi. Kiểu gì cái tên tứ hoàng Luffy cũng sẽ trở thành ngôi sao sáng của cuộc chiến như Joy Boy cổ đại đã từng làm. Roger và Jelly xuất hiện. Ở đoạn tiếp theo, Vegapunk nói rằng có một nhóm hải tặc đã biết tất tần tật về thế kỷ trống nhưng họ lại không hề hành động vội. Đó là Roger và băng của ông ấy. Vua hải tặc đã chờ đợi thời cơ để phó thác cho đồng đội tìm ra Joy Boy của thế kỷ này. Với thế giới họ chỉ biết Roger là vua hải tặc tìm thấy One Piece. Không ai biết họ đã khám phá thứ còn khủng khiếp hơn là toàn bộ dòng lịch sử giấu kín. Câu chuyện của Vegapunk đang được ngược dòng về thời hiện đại. Sắp tới đây thì sẽ là lời tiên tri Joy Boy tái xuất vào năm thứ 800. Sự thật Luffy là Joy Boy cần được công bố để chính cậu và băng mũ rơm biết vai trò của mình, cũng như mọi chủng tộc trên thế giới cần có một cái nhìn khác về ngôi sao mà họ sẽ tin tưởng theo dõi ở trong tương lai gần. Chúng ta sẽ cùng nghe ngóng câu chuyện của Vegapunk. Ở Sabaody, vua bóng tối Jayli trên tay với cốc rượu đang ngà ngà say tấm tắc vài điều khi mà được vị tiến sĩ thiên tài nhắc đến mình. Bây giờ tôi chỉ là một ông già, và những người già như tôi và Vegapunk không nên phá hỏng niềm vui của thế hệ mới, đúng không, Roger? Jayli nhớ lại ông bạn già bên kia thế giới. Thật tiếc Roger lại không được ngồi đây để cùng Jayli nâng chén hàn huyên về sự trỗi dậy của thời đại mới.
Rayleigh rõ là biết về năng lực Gomu Gomu ngày nào đó sẽ biến mất và biến Luffy trở thành Joy Boy. Lời hứa với Roger, ông đã hoàn thành xuất sắc rồi. Bây giờ chỉ việc ngồi và tận hưởng thành quả do mình tạo ra mà thôi. Chapter 1116 kết thúc với lời nhận xét sâu sắc của Rayleigh cùng với một nụ cười đầy ẩn ý. Không biết chú xanh sẽ phản ứng như nào với những lời nói của với cặp băng anh em nhờ. Một tay tóc đỏ vuông tròng Luffy trở thành kẻ sừng sỏ như hiện tại. Xanh hẳn phải tự hào lắm về con hàng đầu tư đất giá, trị giá một cánh tay và những lời thông não. Cảm giác nhìn món đầu tư nó cứ sinh lãi tăng vọt từng ngày. Mãn nguyện có lẽ là hai từ để diễn tả đúng cảm xúc của chú xanh lúc này. Nếu còn đủ hai tay, tóc đỏ hẳn rất muốn vỗ tay ăn mừng cho chiến quả lịch sử tạo ra Joy Boy ở trong lời tiên tri. Đó thì cũng chính là chi tiết cuối cùng trong chương mới 1116. Tuần sau break không có chương mới anh em nhé. Video phân tích ra mắt sẽ được update bằng tiếng Việt, anh em nhớ theo dõi nha. Như thường lệ chúng ta sẽ cùng chào đón ba bạn may mắn lên sóng số ngày hôm nay. Đầu tiên là một bạn giấu tên. Anh đã bị bắt vì anh là một trong ba Weeaboo chúa vừa nêu trên. Ủa, ông này sao spam comment mấy kênh của tôi lắm đấy, không biết là giỡn hay là thiệt vậy. À đây, Weeaboo chúa chứ cũng không có tội phạm hà hiếp dân lành hay là u mê mù quáng gì nhá. Tha mình đi bạn ơi. Tiếp theo là bạn Oanh Tài à. Cho em hỏi Chopper tương lai có thể trị được tác dụng của trái ác quỷ Smile lỗi không AD? Đó là lỗi của khoa học thì khó mà cứu rồi. Coi như đó là nghiệp từ kiếp trước của người dân Wano đi. Trả xong kiếp này họ chắc chắn sẽ được đắc đạo thôi. Và cuối cùng là bạn Vi Mê Trai. Không biết có mê xăm soi không? Hello anh xăm soi, buổi tối vui vẻ nha anh. Hello em ơi, chúc em và mọi người xem clip của anh vui vẻ nhé. Video đến đây là kết thúc rồi, đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông báo sớm nhất các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.